thần tài rót lộc. Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, năm con giáp bất ngờ đổi vận, trúng số cực đậm, giàu ú giàu ụ, tiền vàng, nhét chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, cái ngày mà được coi là cái ngày đầu tiên của cái tháng, tháng cô hồn, tháng của âm hồn dã quỷ. Trong cái tháng 7 âm lịch thì được cho là cái lúc mà Diêm Vương cho khai mở Quỷ Môn Quan cho các vong linh cho các vong hồn trở lại dương gian thăm lại cố hương cũng như là hoàn thiện những cái việc của mình. Vậy nên cái âm khí trong cái tháng này nó cực kỳ nặng đúng không ạ? Và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới đây. Đấy, thì sẽ có những con giáp nào may mắn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À thưa quý vị, tử vi học có nói Đúng mùng 1 tháng 7 âm lịch, đây là lúc mà năm con giáp này có thể là trở mình mạnh mẽ, đoạt lấy cái sự giàu sang phú quý mình đang có, để lại những cái nghèo khổ, những cái nợ nần phía sau lưng. Và những con giáp này cũng sẽ vững vàng hiên ngang tiến lên đỉnh cao của cái sự giàu sang phú quý, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải là khóc nấc lên vì ghen tị. Nhưng trước đó thì bản mệnh cần phải trải qua những cái thử thách nhất thời À, có cả hung hiểm và gian lao cũng có cả những khó khăn và thất bại. Nhưng nếu vượt qua được thì bản mệnh chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công cực kỳ rực rỡ, khiến cho bao người phải ngưỡng mộ và kính nể. Vậy thì cái vận trình tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của những con giáp này sẽ diễn biến ra sao để biết được cái thời điểm cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ấy à, những con giáp này sẽ nhận được những cơ hội gì và phải làm thế nào để tăng cường thêm cái vận may. À, sau đây là cái phần luận giải chi tiết của tử thông. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe quý vị nhé. À, thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, đúng không ạ? Nó là ngày ngày canh tí. Thì trong thời gian này, con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác. Đó chính là những người tuổi, những người tuổi thân. Những người tuổi thân trong cái ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 7, cô hồn thì được, được cục diện là thân tí thìn là cục diện tam hợp. À, thưa quý vị, nói chung ấy, với cái tính tế cách thông minh, lanh lợi. À, vậy nên là những người tuổi thân ấy luôn luôn được thần tài yêu ái. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch thì cũng chính là cái thời điểm mà cái năng lực kiếm tiền của những con giáp này được tăng lên theo cấp số nhân. Đấy. À, nhìn đâu thì cũng thấy cái cơ hội làm giàu. Những người tuổi thân cũng đang được nhiều cái cát tinh nó hội tụ nó hỗ trợ hứa hẹn sẽ có những cái bước nhảy vọt trong sự nghiệp cũng như là à, trong cái công danh à, và tài lộc trong cái thời gian này à, đâu đó những người tuổi thân cũng sẽ cảm nhận rõ ràng những cái tín hiệu thuận lợi công việc thì luôn được xuân sẻ một cách không ngờ bao nhiêu khó khăn thì cũng được tháo gỡ thu về không ít những cái kết quả khiến cho các bạn cũng như là những người khác phải khâm phục cái sự quyết tâm cao độ và cái tinh thần vượt khó vô biên cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác và ký kết được nhiều cái hợp đồng thuận lợi kinh doanh buôn bán thì lộc lá nhiều vô kể không khó để nắm bắt tiền vàng trong tay à, dù không tác động quá nhiều đến cái khả năng kiếm tiền của các bạn nhưng mà nếu mà không thu xếp cái chuyện tình cảm lứa đôi ấy, thì e rằng các bạn cũng sẽ gặp một vài cái bất lợi về lâu dài đương số nên dành thời gian để xử lý triệt để cái chuyện tình cảm của mình quý vị nhé. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi thân cũng được cục diện là thân tí thìn là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cho thấy cái hạnh phúc hiện tại của các bạn cũng đã được bù đắp cho những cái mất mát trong suốt thời gian dài vừa qua. Những cái sóng gió thì cũng nhờ đó mà cũng được qua đi để lại cho các bạn cái sự yên ổn như các bạn từng mong đợi. Những cặp vợ chồng thì có được cái thời gian như ý, ý nghĩa ở bên nhau. À, những cái bữa cơm gia đình thì cũng luôn đầm ấm, giúp cả hai cùng gắn kết thêm cái tình cảm. Do đó, dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, thì quý vị cũng nên sắp xếp thời gian về nhà để ăn cơm sớm với gia đình quý vị nhé. Hơn nữa, trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Kim Thủy tương sinh. Vậy nên là trong thời gian này nó mang đến nhiều niềm vui ở cái mặt sức khỏe. Quý vị cũng sẽ không gặp phải cái vấn đề gì quá to tất cả, đúng không ạ? Vì vậy. Để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi thân quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ngày canh tí thì đó chính là những gia chủ tuổi hợi. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ngày canh tí thì những người tuổi hợi được cục diện là hợi tí xỉu là tam hội đây cũng là cái thời điểm dự báo có nhiều cái cát lành nhiều cái cát tinh nhiều cái sự may mắn nhất nó sẽ đến với những người tuổi hợi trong thời gian này à, những gia chủ tuổi hợi sẽ dễ dàng đạt được cái mục tiêu công việc với cái thành tích xuất sắc không những là được cấp trên đánh giá cao về cái khả năng bản thân mà quý vị cũng sẽ tự nhận thấy mình cũng có những cái sự tiến bộ vượt bậc à, tuy những người tuổi này trầm tính không thích phô trương nhưng mà bên trong lại ấp ủ nhiều cái hoài bão lớn lao Họ không ngại thử thách, thích đương đầu với những khó khăn, nên là sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái được những cái thành tựu lớn ở trong cuộc đời. Và đặc biệt trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn này, thì cái vận mệnh của những người tuổi Hợi sẽ có nhiều cái biến đổi, à, vận trình tài lộc của các bạn cũng sẽ có những cái chuyển biến tích cực rực rỡ à, là một trong những cái con giáp kiếm tiền giỏi trong thời gian này. À, tuy nhiên, ý, có một chút cảnh báo về cái phương diện sức khỏe của những người tuổi hợi. Quý vị đừng có quá mà mải mê với cái công việc mà bỏ bê đi cái ăn uống và thức quá khuya. Tiền bạc nó nằm trong cái tay thì nếu mà không có sức khỏe thì quý vị cũng sẽ không có thời gian để tiêu tiền quý vị ạ. À thêm nữa, về cái vận trình nhân duyên của những người tuổi hợi cũng khá là tốt nhờ có cục diện tam hội đâm ra là nó cũng mở ra nhiều cái mối quan hệ tốt lành à, quý vị đi đâu làm gì thì cũng có được quý nhân tương trợ giúp đỡ bên cạnh đó trong thời gian này vợ chồng thì cũng hòa hợp biết đặt nhau vào vị trí của đối phương và quý vị đã trở nên cởi mở hơn hạ cái tôi của mình xuống à, khiến cho gì bạn đời của mình luôn cảm thấy là ấm êm vui vẻ và nhận được cái sự tin tưởng từ bạn đời vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn trong cái vận trình của mình thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày mùng 1 tháng cô hồn ngày canh tí thì không ai khác. Đó chính là những người tuổi xíu những người tuổi sửu vừa được cục diện tam hội là hợi tý sửu lại vừa được cục diện là tí sửu là cục diện lục hợp, lục hợp đúng không ạ nói chung ấy trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới đây thì cái vận khí của những người tuổi sửu được hanh thông mưu sự thì dễ thành công việc thì đạt cái hiệu suất cao và nó mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến không ngừng cho những người tuổi sửu có thể nói đây là cái thời điểm mà bản mệnh có thể hưởng thụ những cái thành quả xứng đáng với cái nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình trong suốt thời gian vừa qua lại thêm được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa vậy nên những người tuổi sửu cũng sẽ dễ dàng có được cái sự tín nhiệm của cấp trên cấp dưới cũng như là của đồng nghiệp đồng lòng ủng hộ con đường quan lộ nó ngày càng được mở rộng thênh thang bên cạnh đó công việc nó diễn ra thuận lợi vậy nên là cái chuyện hợp tác làm ăn cũng khá là vui vẻ thu về những cái thành tích đáng nể kinh doanh buôn bán thì một vốn bốn lời các bạn cũng sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn cùng với công việc nó thuận lợi như vậy cái vận trình tài chính của những người tuổi Sửu thì cũng có những cái khởi sắc nhất định. Chính tài thì à, có những cái tin tích cực đấy và nó cũng sẽ rất là ổn định và có xu hướng ngày càng gia tăng khiến cho quý vị gì có thể gì có được một cái cuộc sống khá là viên mãn hạnh phúc. Bên cạnh đó, cái thứ tài thì nó cũng sẽ có những cái bước đột phá nhất định. Những cái công việc tay tay trái tay phải thì đều có được cái sự hanh thông thuận lợi Nói chung ấy, trong thời gian này thì nó cũng sẽ xuất hiện những cái tín hiệu tích cực trong cái dự án đầu tư kinh doanh của những người tuổi xíu. Có điều là quý vị cũng không nên đầu tư quá nhiều cái hạng mục mang tính rủi ro cao và quy mô vượt ngoài cái cái sức của mình. À, quý vị gì đừng có gì lạc quá kẻo sinh bi tiền đến tay rồi sẽ gì lại vụt đi vào tay người khác à, tình hình kinh doanh buôn bán trong thời gian này cũng khá là khả quan Bản mệnh có thể gì buôn may bán đắt, quy mô lớn nhỏ đều đạt được cái doanh thu là như mong muốn. Nói chung ấy, cái ngày đầu tháng này mà quý vị gặp được cái may mắn như vậy có lẽ là cả cái tháng cô hồn những người tuổi xỉu không phần phần lo phải lo lắng quá nhiều quý vị nhá. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình ý, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày mùng 1 tháng cô hồn ngày canh tí thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi thìn à, thưa quý vị Nói chung trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch thì những người tuổi thìn được thiên ấn nó ghé thăm nó mang lại cái sự giúp đỡ trợ lực cần thiết và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch này nó cũng sẽ có người hỗ trợ giúp cho những người tuổi thìn những cái lời khuyên giá trị và giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức thậm chí là cả tiền bạc nữa và cũng sẽ đồng hành cùng các bạn giúp cho quý vị có được những cái may mắn nhất định cái thiên ấn nó cũng sẽ khiến cho một vài cái mục tiêu một vài cái dự định cá nhân của những người tuổi thìn cũng đạt được cái sự thuận lợi hanh thông và thu về những cái thành quả đáng để mà ngưỡng mộ hơn nữa lại được cục diện tam hợp là thân tí thìn nó tương trợ nó giúp đỡ trong thời gian này nó cũng sẽ giúp cho mở rộng các mối quan hệ kinh doanh làm ăn công việc thì thuận buồm xuôi gió tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi thìn có thể thu về bạc tỷ trong tay bên cạnh đó cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại những cái giây phút thành thơi hạnh phúc bên một nửa yêu thương của mình nhờ đó mà hai người sẽ cảm nhận rõ ràng cái sự gắn kết nếu mà có thể quý vị hãy tích cực gặp gỡ các cặp đôi khác để tổ chức những cái buổi picnic giao lưu à, để tăng thêm cái trải nghiệm cho cả hai người à, thưa quý vị nói chung ấy cái tình hình tài chính của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng không có gì đáng phải lo lắng hay là nghĩ ngợi khi mà các bạn sống uh, biết điều rất tiết kiệm Dù mua sắm gì thì quý vị cũng cần phải có một cái kế hoạch tính toán chi chi tiết Và có thể nói cái khả năng quản lý tài chính của những người tuổi thìn cũng đang được cải thiện rõ rệt Khi mà quý vị không còn đam mê mua sắm như trước đây nữa Đây cũng thờ là thời gian để các bạn tập trung vào rèn luyện sức khỏe Chăm sóc cái thể chất tinh thần Thời gian này ở bên những người thân yêu. Bên cạnh đó, yếu tố tinh thần nó cũng một phần nào đó quyết định về cải thiện bệnh tật cũng như là sức khỏe của quý vị. Nói chung ấy, ở trong thời gian này những người tuổi thìn khá là may mắn khi mà được rất nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, may mắn đầy mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm Trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ngày canh tí thì những người tuổi dần lại có cục diện là thiên tài nó ghé thăm đấy, thiên tài nó xuất hiện trong cái công tài lộc, nó sẽ thôi thúc những người tuổi dần đấy nhấc mông dậy mà đi kiếm tiền, đấy. cơ hội kiếm tiền, cơ hội làm giàu đang mở ra ngay trước mắt, đồng thời cũng sẽ giúp cho quý vị có được những cơ hội kiếm bạc tỷ trong tay và trong thời gian này một số người sẽ có cơ hội may mắn là trúng số đổi đời, tiền bạc nó ùn ùn kéo về chật két hơn nữa cái chuyện tình cảm của những người tuổi dần trong thời gian này cũng được nhiều cái cát tinh nó che chở nên là có nhiều cái chuyển biến tích cực rực rỡ khoe sắc hơn Ở nhân duyên thì tốt đẹp tình yêu đôi lứa thì lại rực rỡ mà gia đình thì cũng hòa thuận êm ấm và hạnh phúc nói chung ý, những người tuổi dần luôn biết cách vun vén gia đình lại hoạt bát lanh lợi nên là đời sống uh, thì nó sẽ tràn đầy cái niềm vui và cái sự ấm áp dù giữa vợ chồng đôi khi nó vẫn xảy ra những cái xung khắc À, những cái bất đồng nhưng mà các bạn đã chủ động làm hòa và tìm cách làm nóng lên cái tình cảm à, nói chung ấy cái hạnh phúc nó cũng sẽ tìm đến những người tuổi dần trong thời gian này và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần, đó là con giáp may mắn thứ năm. À thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp phát tài phát lộc, những con giáp đổi đời giàu to trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ngày canh tí, tháng cô hồn. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch chúng ta sẽ có năm con giáp đại phát tài lộc. Có cơ hội là chuyển mình giàu sang Đó là những tuổi sau đây Một là những người tuổi thân Hai tuổi hợi Ba tuổi xíu Bốn tuổi thìn Và năm là những người tuổi dần Quý vị nhé à, Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh Và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị Trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn